người nhá. Hôm nay em like lẻ ba lô cho bé nhá mọi người nhá. Mà là xem được chấm bài lên nha. Mà là xem được chấm bài lên nha mọi người. Các bạn xem và chia sẻ like lên cho em nha mọi người ơi. Xem và chia sẻ like lên. Cái này ấy, nó là hàng xuất. Thế nên ra là hàng xuất ra nước ngoài ấy. Em ôm được cái kho này, kho hàng thanh lý. Thế đâm ra là nó, đây này các bạn nhìn đây này, rất là xịn luôn nha. Nó còn nguyên cả tem mạc hết luôn nha. Ví dụ như con Mickey này nó là hiệu của Disney nha mọi người nhá. Cái hàng này các bạn đi mua mới ấy, nó rơi vào khoảng độ là tầm 500 đến 600 nghìn một chiếc nha các bạn nhá. Bé bao, các bạn ví dụ bảo hỏi là bé học mẫu giáo hay là bé học bé 2 tuổi thì chỉ học mẫu giáo thôi. Gần đi mẫu giáo rồi thì mua cái ba lô nhỏ nhỏ thôi bạn ơi. Em có vừa ba lô nhỏ vừa ba lô to cho bé đi học. Các bạn xem chia sẻ like lên cho em nha. Bà nào đang xem ở trên hội ấy thì vào trang cá nhân của em xem cho nó lét nhé các bạn nha. Đây này, cái này thì là người ta chưa có lồng quai đâu nha. Đây là như em đang lồng cho các bạn đây nha các bạn nhé. Đây là em tự lồng cho mọi người. Còn bình thường thì là người ta sẽ, tại vì nó mới nguyên trong bọc ra người ta chưa có lồng đâu, về các bạn lồng nhá. Cái đai này của nó này nó không giống như của Việt Nam mình đâu, lồng cái này nó không bao giờ bị cuột nha các bạn nhá. Em bảo các bạn này, cái phần ở bên dưới này này nó làm thành một cái hình vòng cung, nó phẳng phẳng phẳng, nó nhỏ lại nhá. Thế đâm ra là khi mình luồn dây qua và dây lại nhá là nó không bao giờ bị tuột ra lại nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn vào xem ở trên trang cá nhân của em nha, mà nào đang xem trên hội ấy xem chấm bài và chia sẻ lên cho em nha các bạn nhá. Rồi đợi một tí nữa rồi còn mai nha mọi người. Cái này nó là hàng xịn lắm nha các bạn nhá, chứ nó không phải là hàng ấy đâu. Hàng này toàn là hàng xuất thôi. Cái này hôm nay không có cái gì đây để rút cho mình không, bác lấy con gấu của con gấu màu vàng đấy nha. Để em ném con gấu, em chết cái con gấu ở đây cho nó lên nhìn form cho các bạn nhìn nó đẹp nhá. Tại vì cái này phải cho form, tại vì cái này mới nguyên mà. Cái này bé nhỉ, còn nào cũng rách tàn rách lạc này. Đấy, lấy con to hơn con xích ai đang xem trên trang cả trên hội thì vào trang cá nhân. Đây nha, em lấy ví dụ thử nhá. Đây sẽ là sách cho các bé đi học nha các bạn nha. Đây là lớp 1, sách lớp 1 này. Đấy nha, em sẽ đút thử vào cho các bạn xem nha. Đấy, các bạn nhìn đâu, nó lọt thỏm luôn nha. Đây, đút cho các bạn thêm một cái bảng. Đi học chắc chắn là phải có bảng đúng không? Đấy, thoải mái cho các bé đựng đồ luôn nha. Đó, nhìn thấy không? Vẫn còn thừa thừa hẳn một khoảng như thế này luôn đấy ạ. Ô, các bạn xem chấm bài đây thì như em thấy bị ẩn comment như thế nào ấy các bạn ạ? Bị ẩn comment như thế nào ấy? Không thấy luôn ấy, không thấy chấm 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 chấm. Các bạn chấm thật lực lên em xem nào. Chia sẻ bài lên cho em nữa nhé. Ai đang xem trên hội thì vào trang cá nhân em xem cho nó lét. Tại vì cái điện thoại em đang like ở trên hội ấy là cái điện thoại cũ, nên là cái màu của nó không thật màu đâu các bạn ạ. Nó bị màu, nó bị mờ nhá. Màu nó bị mờ. Ô, con này to quá. Con mèo uống này to quá. Đây này cũng được, cũng được. Đây, con mèo này to lắm các bạn. Ồ đấy, hình như không bị ẩn comment à, hay là các bạn nghe không rõ em nói. Tiếng do kịch trở. Không biết được. Em từ từ xem lại tiếng nào. Lắm mốt á, làm gì mà lắm mốt. Đây này, các bạn nhìn thấy không? Nó rất chi là to luôn nha. Con này hiệu Disney cho em này. Đấy, cái này lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Hả? Con này không vào hết mà này. Con này đây. Giá nó bị lửa đấy. Thế bây giờ nó hai cái nó tách nhau này thì làm nào được. Đây nha, em hôm nay không ở chỗ like các bạn. Hẹn các bạn nhiều quá thế đâm ra là hôm nay em phải like trong bếp các bạn nhìn thấy xong rồi chưa? Like trong bếp đi nha. Rồi lên like nha các bạn nha, lên like. Đây. À sao nào? Bắt đầu em lên like nha các bạn nhá. Cái con đó, ba lô đầu tiên này này là cho bé cấp 1, cấp 2 đều mang được. Đấy các bạn nhìn thấy em đút một cái bảng to như thế này nhá mà vẫn vừa. Thì các bạn biết là cấp 1, cấp 2 đều mang được cái này cho em nha. Hàng xịn luôn. Cái này các bạn đi mua mới toàn 5-600 nghìn một con nha. Cái này hiệu Disney này, khóa của nó đều dập hiệu hết cho em nha các bạn nhá. Rồi, ai lấy cái này chốt cho em má mở hàng nha các bạn nhá. Má mở hàng cho em rất chi là đẹp nha. Đấy, má mở hàng cho em này. Con này em bán mở hàng 160 nghìn nha các bạn nha. Má mở hàng. Cái này các bạn đi yên tâm đi, nó đẹp lắm chứ nó không giống như. Đây là các bạn nhìn con mèo của em nó to như thế này cơ mà. Đấy, 160 nghìn. Các bạn đi mua mới cái này là 500-600 nghìn một cái nha. Cái này hàng xịn của nó nha các bạn nha, chứ không phải đấy đâu.
Rồi mở hàng cho Hiền này, đẹp lắm Hiền ạ. Đấy, cái này tôi rút, cái này nó cứ phải có cái con gì phồng phồng vào đây ấy, kéo khóa không đi dễ. Đấy, má mở hàng nha. Rồi em lên cái con cừu con này. Con ơi. Dán vào tem sợ cuột cuột này. Dán vào cái quai á. Cái quai ấy. Đây nha, em lên con cừu này các bạn này. Con cừu này em xem nào, chắc cái này là cho bé mẫu giáo 5 tuổi thôi. Xem nào. Cái này này, ở bên trong nha em bảo nhá. Cái này ở bên trong nó có một cái miếng như này là các bạn nhìn thấy không? Các bạn để bằng ngang nó ra như thế này thì nó sẽ thành cái khom vuông của con nha. Đấy. Để bằng ra đấy nó thành ra cái khom vuông đấy các bạn nhìn không? Để em xem có được đứng cách lớp 1, lớp 2 không? Hiền cute. Ờ Hiền cute. Ôi con này thoải mái. Con này để bảng hơi chật, con này để bảng hơi chật. Con này thì để bảng hơi chật nha các bạn nha. Để bảng hơi chật là những hôm nào không để bảng thì được. Còn nếu mà sách cấp 1, sách cấp 2, à, sách lớp 1, lớp 2 đều ok. Nhưng mà để cái bảng hơi chật nha các bạn nhá. Để bảng hơi chật thì cái này các bạn cho cái bé mẫu giáo 5 tuổi là được nha các bạn nhá. Hoặc là bé lớp 1 hôm nào không dùng bảng thì cho dùng nha. Đấy. Rồi các bạn nhá. Đây em đúc con này, con em vào lên form này. Đây. Cái này là con cừu nha các bạn nhá. Ba lô con cừu cho em này. Nguyên tem hết nha các bạn nhá. Rồi bà nào lấy cái con này nhá, chốt cho em mã cừu nha các bạn nhá. Hàng này nó là hàng xịn nhá, hàng toàn hàng xuất nước ngoài đấy nhá các bạn nhá, chứ không phải là hàng Việt Nam mình đâu nha mọi người nhá. Đấy, ai lấy con này chốt cho em mã cừu nha các bạn nhá. 140.000 mã cừu cho em. Mã cừu nha, mới nguyên luôn cho mọi người luôn. Mã cừu vứt chỗ là chưa ấy vứt ra. Mã cừu ạ. Để tôi lấy xin ra. Các bạn xem chấm bài lên nha, chấm bài lên. Rồi em có con chuột nhỏ này cho các bé mở hàng á, Nguyễn Thị Thanh Thúy. Đây em vẫn còn cái con đấy, cái con đấy là con màu gì đấy? Màu xanh. Con màu xanh. Con màu xanh nha đây. Ở đây còn một con nữa. Đây nha, màu hàng mở hàng này cho chị Nguyễn Thị Thanh Thúy một con nữa này. Ô không thấy chị Nguyễn Thị Quỳnh bình luận cái gì đâu nha. Hình như em bị ẩn comment đấy các bạn ạ. Ai đang xem trên hội vào trang cá nhân em xem nha các bạn nhá. Hình như không có người nhện đâu, chỉ có Mickey thôi, có Mickey thôi. Đây nha các bạn nha, con này cho bé mẫu giáo 5 tuổi nha, 3, 4, 5 tuổi đều mang được cái con Mickey này cho bé nha các bạn nha. Rất chi là xinh luôn này các bạn này, nhìn thấy đẹp không? Rồi cái con này cho em nha, 130.000, bà nào lấy con này nha, chốt cho em mã 130 nha. Ơ chị không thấy ai lại comment luôn ấy, ơ thì mọi người chốt nhiều thế à? Có lớp 2 nha, cái nào lớp nào em sẽ nói nha các bạn nha, con này mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi đều mang được con này cho em nha các bạn nhá. Ô cái mã mở hàng hơn nhiều người đấy à. Rồi 130 thôi Hiền cute này. Thôi Hiền cute. Con cừu chưa không ai chốt cho này. Con cừu không. Rồi nhá, em lên con đây con cái bé gái này các bạn này. Đây nhá, xinh lắm, cái hàng này xịn nhá, hàng xuất của em ôm được. Em ôm được thế đâm ra là các bà không chốt thì hơi bị phí nhá. 4 tuổi có nhá chị ơi. Lớp 4 có, đây này chị ơi, đây này, ví dụ những con như em đang cầm trên tay này là lớp 4 nhá các chị nhá. Cứ miễn cấp 1, cấp 2 đều mang được cho em. Đây nha, đây là sách cấp 1 cho các bé nha, sách toán và sách vở ô ly tiếng Việt này. Và đây là bảng nha, đây là những cái thứ mà các con là đi học đều phải dùng đến nhá. Em sẽ nhét vào đây cho các chị xem nha. Con này cấp 2 thoải mái. Con này cấp 2 còn được nha các chị nhá. Đây. Cấp 2 còn được cho em nha mọi người nha, tại vì nó to mà. Thứ đó không có bé đâu. Đấy. Rất chị là xinh luôn nha. Đây cái này cho bé gái cho em nha các bạn nha. Rất chị là đẹp luôn này, xinh cực kỳ luôn. Rồi ai lấy cái con mèo, con chuột đỏ này nhá, thì chốt cho em má chuột đỏ đi các bạn ơi. Má chuột đỏ cho em, rất chị là đẹp luôn nha các bạn nhá. Ô cái con này nó có cái độ phồng ở đằng sau lưng này, cho bé khỏi bị ấy gù lưng này các bạn này. Cho khỏi bị ấy gù lưng nha. Cái này nó có cái độ phồng lưới ở đằng sau lưng này, cho khỏi bị đau lưng này. Nó có một cái miếng ở đây là em lắm luôn nha các bạn nhá. Chuột đỏ cho em 180.000 má chuột đỏ nha. Ba lô này các bạn đi mua mới ấy, toàn 500 đến 600 một con thôi nha các bạn nhé, chứ không có giá này đâu. Các bạn đi mua hàng si á, đi mua hàng si cũng đã rất là đã rẻ đã. Các bạn ấy cũng đã bán 150, 170, những cái ba lô chống phù người ta bán 250 rồi đấy. Đây nha, rất là đẹp luôn, ai lấy chốt chuột đỏ cho em nha. Đây, cứ phải nói đây. Ô các bạn ơi, ấn comment thì phải nhắc em nha. Tại vì em không thấy đâu. Đây này, đấy nó toàn bị làm sao ấy. Các bạn nào đang xem trên hội và trang cá nhân em xem nha, nó toàn bị làm sao ấy mọi người ạ. Đây nha, cái này nha, nhẹ nhưng không đeo cái gì luôn nha các bạn nha, nhẹ nhưng không đeo cái gì. Cái này nhá,
Bé cấp 1, cấp 2 đều mang được cái, cấp 1, cấp 2 đều mang được cái ba lô này nhá. Nhẹ nhưng không mang cái gì luôn, cực kỳ nhẹ luôn nha mọi người nhá. Đây là nó nhẹ bỗng luôn nha. Đây, nhẹ bỗng luôn nha mọi người nhá. Trong ngăn của nó có hai ngăn luôn này, rộng lắm. Ui con này còn rộng hơn rồi con kia. Con này rộng lắm. Này, các bạn nhìn thế này, em đút có cái bảng nhá, nó vẫn còn thừa như thế này cơ mà. Các bạn nhìn cái khoảng thừa không? Đấy, vẫn còn thừa như vậy nhân nha. Rồi cái con ba lô này nhá, 140.000 này. Chuột đỏ 180. Đây nha, con này em lấy 140.000 này. Bà nào lấy con này chốt cho em mã cừu hồng nha. Nhà ai có con cái này, những cái này ấy, nó là hàng thanh lý. Thế đâm ra là nó sẽ có rất nhiều mẫu giống nhau. Thế đâm ra là bà nào ví dụ nhà hai bé thích dùng giống nhau ấy, thì là các bạn có thể là cho bé dùng đồ đôi cũng được. Con ngang màu tím là con gì? Em chẳng biết con ngang màu tím là con gì. Đây nha, 140.000 mã cừu hồng cho em nha. Này, cừu hồng cho chị cho Tú Linh nha. Cừu hồng cho chị Tú Linh 140.000. Em có con màu tím đây. Đây, con màu tím đây nha. Con màu tím này, con màu tím này có luôn cả cái bớt luôn nha. Cái túi để cho bé đựng bút nha các bạn nhá. Ai xem trên hội thì vào trang cá nhân em xem nha. Cho nó bị đỡ bị nhòe màu nha các bạn nhá. Ở trên hội là cái máy của em là máy cũ. Đây là cho các chị xem này. Đây, cấp 1, cấp 2 ok luôn nha các chị nhá. Cấp 1, cấp 2 ok luôn. Chuột đỏ hiền cute kìa, 180. Đây, 180.000 cái này cho em nha các bạn nhá. Nguyên, đây này các bạn nhìn không, nguyên cả thêm cả cái này nhá. Ok này, tem rất bùng nùng liếng luôn nha. 180.000, bà nào lấy con này nhá, chốt cho em mã chuột tím đi các bạn ơi. Chuột tím cho em nha, cái này đấy, cấp 1, cấp 2 đều mang được cho em nha các bạn. Nó rất là rộng, mà những cái này nó nhẹ lắm nhá, chứ nó không có nặng như là cái ba lô to to mà các bạn vẫn hay mua cho con đi học. Nó rất là nặng luôn, cái này cực kỳ nhẹ luôn. Con khoác không bao giờ sợ bị chĩu lưng ra nha các bạn nhá. Đấy, ok liền. Đấy nha, bà nào lấy cái này chốt chuột tím này. Con này nó còn nguyên cả cái đựng gì nhỉ, cái đựng bút đấy các bạn, đựng bút nha. Cái này lời hơn cả cái đựng bút đấy. 180.000 má chuột tím cho em nha. Rồi bà nào thích bé này, mẫu giáo nữa này. Mẫu giáo có hiệu Sloopy này các bạn này. Bà nào đang xem trên hội và trang cá nhân của em xem nha. Cái này nó không có nhiều mẫu đâu nha các bạn, tại vì nó là hàng thanh lý, nó không có nhiều mẫu đâu. Đấy, bà nào thích con nào thì chốt luôn thôi. Đây nha các bà ơi. Đấy, con này nó còn có cả túi bóng rồi cho các bà đựng này. Đây, con này bé mẫu giáo nha các bạn nha. Mẫu giáo cho bé nào mà khoảng độ tầm bé 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi nha các bạn nha. Bé 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi đeo vừa cái con này cho em nha các bạn nhá. 130.000, bà nào lấy con này nhá, chốt cho em mã chó đi, 130.000 mã chó bé mẫu giáo nha các bạn nhá. Mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi nha, mã chó. Con chuột tím ấy đẹp thế không, bà nào lấy á, con đấy nó bề ngang của nó rất là to. Ôi. Bầu bé trai luôn kia đầy chuột Mickey. Con trai em có chuột Mickey ấy. Đây ông trên. Cái ba lô chống cù em có cái sao ấy. Đây nha các bạn nha. Rồi cái con này cho bé này cấp 1 nha các bạn nha. Bé cấp 1 cứ thử mở bé lấp lăm, cấp 1, cấp 2 đều mang được tại vì nó rộng lắm nha các bạn. Nhưng mà em nói chung là một lần các bé chắc phải xài đến 2 cái. Con nhà em một lần đến 3 cái rồi kìa. Mới được học kỳ 1 đã 2 cái hỏng rồi kìa. Mới được 2 cái rồi. Chắc là hết kỳ nữa, chắc là hết kỳ là phải ấy. 3 chiếc. Đây nha, con chuột xanh này cho em nha các bạn, hiệu Disney xịn sò đồng hoàng nhá. Những con này nó đây này các bạn nhìn đây này. Em cho cái form vào nhá, cho một con chuột to này vào cho các bạn nhìn, nó con chuột ú này vào. Nhìn nó to lắm luôn nha các bạn nha. Đây. Đây nha các bạn, nó nhiều ngăn lắm, nó có cả những cái ngăn riêng như thế này để cho các bé đựng những cái đồ lằng nhằng tùy các bé này, ngăn trước, ngăn sau. Đấy, rất là xinh luôn nha các bạn nha. Rồi ai lấy con chuột này nhá, chốt cho em mã 180 nha, 180.000 mã 180 cho em. Cái này cho bé trai mang nha. Đấy, con nhà chị cũng thế, 153 cái cặp đây. Hai đứa là mất 6 cái cặp. Mà đi mua mới ở mình này á, toàn là 200 với 300 với 350 một cái cặp thôi. Nhưng mà cứ 153 chiếc, đấy là như bắt tranh. Mà làm gì được như thế này, chất rất là đẹp. Đổi cho em sang con chuột tím 180.000 được không anh Bắc? Được rồi, đổi cho chị Tú Linh. Rồi ok, chị đổi sang cho chị Tú Linh con chuột tím nha. Đấy. Rồi, con chuột xanh này. Đây nha, con chuột xanh này bà là lấy nhá. Cái bé trai thì hay dùng chuột đây này, bé trai là thích con chuột đây này. Đấy, nó chỉ có mấy mẫu thôi. Đây có một cái con này này là ba nô gù đây này các bạn nhìn không. Đây có một cái thôi. Đây nha các bạn nha, đây em quay ở trước cho các bạn nhìn đây này.
Đây nha, đằng sau đây này là có những cái hõm này này đấy, các bạn nhìn không? Đấy, đằng sau là có những cái hõm đấy nha, cái này to lắm luôn nha. Cái này là siêu nhân nha, tùy từng cái nha. Cái này là siêu nhân cho em, rất là đẹp, nhưng mà do bị vận chuyển nên nó bị xước một tí ở đây nha các bạn nhé. Cái kiểu như là bao nó tì vào đâu nhỉ? Chiều nay em nhìn thấy mà em lại quên rồi. Ở dọc viền cái đằng dưới đấy. Đây ạ. Đây này. Mắt kém đấy, nhìn thấy. Ở đây này. Đây nha các bạn nha, đây này nó bị xước chứ nó không có không phải bị rách ra đâu nha, kiểu như là bị bao nó tì nó hằn vào đây nó bị thành xước xước một tí ra đây nha, ở đây cũng một tí. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì nha, các bạn có thể vẫn dùng cả lăn cho con ok luôn nha các bạn nha. Đấy, nó bị đóng bao nó bị vậy luôn nha các bạn nhá. Rồi cái con nồi chống cù này cho em siêu nhân này cho bé trai cấp 1, cấp 2 đều mang được nha các bạn nhá. Rồi cái con này cho em này, em cái con này nó lỗi, đâm ra bán cho các bạn 140.000 nhá. Vào lấy con này chốt mã 140, chứ bình thường ba lô chống cù này người ta bán toàn bán 2. Nếu mà các bạn đi ra mua ba lô chống cù ở ngoài hiệu sách ấy toàn 350-400 một cái. Thế nhưng mà cái hàng này nó bị lỗ một tí thì em bán cho các bạn là 140. Đấy. Ôi giời, cái này là to lắm luôn, cấp 1, cấp 2. Cấp 3 còn đeo được, cái này rất là to. Để rồi, điện thoại nhìn 140 cho Mỹ này. Con này nó to, cực to mà. Cái này nó to lắm luôn đấy. Rồi, cái lượt đến lượt cái con nhện. À, con này là con gì nhỉ? Con siêu nhân đi. Siêu nhân này. 140 cho Mỹ nha. Em bán rẻ cho mọi người, tại lần lỗi thì em bán rẻ luôn cho. Rồi, con này cho em nha. Này. Cái này cho bé nhá. Cái này các bé, bạn cho bé 5 tuổi ấy. 5 tuổi rồi là các bé học lớp 1 ấy. Lớp 1 thì hôm nào không dùng bảng thôi nha các bạn nhé. Hôm nào dùng bảng thì cái này nó hơi bị kích. Hôm nào dùng bảng thì hơi kích nhá mọi người nhá. Đây các bạn nhìn thấy quyển sách em để bên trong không? Đấy các bạn nhìn thấy không? Nó vẫn còn một khoảng trống nữa, nhưng mà khi mình dùng bảng là đút bảng vào đây thì nó hơi kích một tí. À cũng chẳng biết có kích không, phải từ từ đút lại xong rồi. Căng ra thoải mái. À vẫn đút vừa các bạn ơi, vẫn đút vừa bảng đây. Này. Vẫn đút vừa bảng ngon lành cho em nha các bạn nhá. Đút vừa bảng ngon lành cấp 1 nhá. Lớp 1, lớp 2 đều mang được cho em này. Ai lấy con siêu nhân này nha, chốt cho em mã siêu nhân đi các bạn ơi. Mã siêu nhân cho em nha các bạn nha. 150.000 mã siêu nhân. Bị ẩn chứng minh rồi nha. Ba lô 180k màu xanh lá cho chị Quỳnh Trang Phạm nha. Ồ em bị ẩn chứng minh rồi, chị vào trang cá nhân của em đi. Đây, rồi chị chụp này. Cái nào của ai? Đây, từ từ đã. Từ từ đợi em cái. Đấy nha, chị chụp được chưa? Chụp được chưa chị ơi? Này, lấy mắt cái đi nào. Chị Quỳnh Trang Phạm ơi, chị lấy cái con chuột 180 thì ok lại cho em nha. Em bị ẩn comment, chị vào trang cá nhân của em xem trong nhắc em lại là được. Tại vì con này em hình như còn 2 con nữa sao ấy. Còn có 2 con nữa nào hết. Ôi, cái con này không ai vào đâu lấy à? Con này đẹp này không vào đâu lấy. Đây nha, bỏ con này ra nha. Rồi, đây con màu tím này đây, còn một con nữa thôi. Các bạn xem chấm bài lên giúp em phát. Các bạn nó toàn bị ẩn thôi. Rồi đến được con màu tím này các bạn này. Màu tím cho em nha. Con này cấp 1, cấp 2 nha các bạn nha. Cấp 1, cấp 2. Cái này cũng kiểu như là ấy vuông ấy. À ok. Này. Con này cấp 1, cấp 2 ok nha các bạn nha. Đấy nó rất là rộng và cực kỳ sâu. Con chuột tím này cho em nha các bạn nha. Con chuột tím này này kiểu đây là hàng sale, hàng thanh lý. Thế nên ra khi người ta gom về các kho hàng si ấy thì nó hơi bị bụi bẩn vào cái quai này nhá. Thì về các bạn trải lại cho em là được nhá. Chứ còn nguyên tem hết cho em đều là chưa qua sử dụng hết nhá các bạn nhá. Rồi cái con này cho em nhá, 140.000 mã lỗi cho em nhá. 140.000 mã lỗi quá rẻ luôn. Các bạn về trải nhẹ cái đi rồi nó hết nhá các bạn nhá. Chứ không ảnh hưởng gì hết nhá. Nó chỉ là bị bụi thôi. Đây em để gần cho các bạn nhìn này. Nó bụi thôi nhá, chứ không có phải là ố hay là không phải là gì hết nhá. Bụi thôi nha. 140.000 mã lỗi cho em nha. Rồi. Các bạn ơi xem phải chấm 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 bài lên cho em nha các bạn nha. Không phải nó cứ em cứ sợ nó bị ẩn comment ý mọi người, tại vì hay bị ẩn comment lắm. Bà nào có thích cặp đeo chéo không? Hay còn cái cặp đeo chéo này. Còn con đẹp không bà nào lấy. Ấy bị ẩn comment đấy, hỏi vào chị Quỳnh Trang Phạm cũng không thấy trả lời luôn này. Chẳng biết có lấy không. Đây nha các bạn nhá, những cái này là cái cặp đeo chéo cho bé nhá mọi người nha. Rồi con này mà tận gần 600.000 đây này. Con này tính ra gần 600.000 luôn đây này các bà đây này. Đó là một cái cặp đeo chéo này, chứ các bạn đừng nói gì đến cái con chuột kia nha các bạn nhá. Con chuột ấy còn đắt hơn nha. Không nha, chúng cụ có cái thôi à. Đây, cái này nhá. Rất là rộng luôn nha mọi người nha. À.
nha mọi người nha. Con này đút bảng đút đấy thoải mái luôn nha mọi người nha. Đút bảng đút đấy thoải mái, sách vở thoải mái cho con nha các bạn nha. Cái này là cái túi cặp đeo chéo cho con, đằng sau nó có cả tường ngăn nữa đây này. Đằng trước cũng có ngăn một cái, đằng ngăn này với lại ngăn trong nữa nha. Ba ngăn liền nhá. Ok chị Quỳnh Trang Phạm nha. Rồi cái cặp đeo chéo này cho em nha, 120.000. Bà nào lấy cặp đeo chéo này nha, chốt mã 120 cho em nha các bạn nha. Mã 120 cho em. Này. Đây nha các bạn nha. Má 120 cho em ạ. Con chuột đấy đâu rồi không biết nhỉ. Hình như chồng em ghi rồi sao ấy. Không nha, không có giống cù đâu. Rồi bà là thích cái ba lô da nhỉ. Em có cả ba lô da đấy. Ba lô da này nhá. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều đeo được cho em nha. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều đeo được nha các bạn nha. Ba lô da cho em. Cái da của nó này các bạn nhìn thấy không? Nó rất chi là mềm luôn nha các bạn nha. Rất chi là mềm luôn này. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đây nha các bạn nha. Rồi ba lô da này cho em nha các bạn nha. 180.000. Ai lấy ba lô da chốt cho em mã 180 nha các bạn nhá. Ba lô da cực kỳ rộng luôn, nó dẻo như cái kẹo kéo luôn đây các bạn này. Đút kéo còn tận 3 con còn được. Đút được nhiều lắm luôn nha các bạn nhá. Đấy, không cần phải kéo nữa đây này các bạn nhìn này. Đấy. Thoải mái rộng liền luôn, em đút tận 2 con liền đấy. 180.000, ai lấy cái này chốt mã 180, ba lô da nha. Ba lô da này em còn cái nữa. Còn một cái nữa. Từ đó nha. Rồi cái 180 này cho chị Nga Phạm này. Ai có đơn nhớ inbox qua cho em nha. Nhớ inbox qua cho em này. Rồi cho chị Thanh Loan một cái nha. Em có 2 cái mà. À, đây nha chị nha, cho chị Thanh Loan một cái. Em dán vào tem nha các chị nha, dán vào tem đấy. Cho nó dứt cho nó dễ, không em sợ dán vào kia sao nó mất tem. Rồi cho chị Thanh Loan này. Hết rồi, hình như con đấy hết rồi sao ấy, không biết còn cái nào nữa không. Rồi các bạn ơi, gì nhỉ? Ai đây này, vẫn còn một con màu đỏ nữa đây này. Hay là thôi từ từ. À ba lô da em còn một cái màu đỏ đấy. Từ từ để em tìm lấy cho. Ai thích màu đỏ đó là ba lô da có một cái màu đỏ. Ủa ôi em có một con Vicky đẹp dã man này này, tí em lên cho. Này. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều mang được ba lô da màu đỏ nhá. Đây rất chìa đẹp luôn này các bà này. Đấy. Chị Duyên Vũ em chưa có nhận được đâu. Thế không sao là chị thích cái nào chốt trên like cho em nha. Và nào đang xem trên hội thì vào trang cá nhân xem cho nó lét nhá các bà nha. Đây nha các bạn nha, ba lô da cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều mang được nha. Da của nó mềm xỉu luôn nha, chứ nó không phải là cái da cứng luôn nha các bạn nha. Đấy, 180.000, ai lấy con này nha, chốt cho em má đỏ nha các bạn nha. Má đỏ cho em 180.000, má đỏ. Má đỏ cho em nha. Trời ơi, con này nó đẹp lắm luôn nha các bạn nha. Cái con này cực xinh luôn, ở bên ngoài đẹp lắm luôn ấy. Đấy các bạn biết cái con mỏng mỏng như thế này không? Cái con này ghi cặp... vào đâu rồi? Đó cho chị Diên Vũ nha. Hả? Con này ghi ở đâu rồi? Con này ghi ở quai, nếu không thấy ở tem thì ghi ở quai á. Đấy, dán ra cái tem ấy. Dán vào tem, con nãy không nhìn thấy tem. Đó cho chị Diên Vũ nha các bạn nha. Đó cho Diên Vũ này. Đó cho chị. Ơ chị Duyên Vũ, chị chốt mất cái đỏ rồi không đổi được chị ơi. Không đổi được. Đây nha, con này cho bé cấp 1 cho bé nhá các bạn nhá. Con này nó cực đẹp luôn nha các bạn. Bình thường cái con này này, cái này em nhìn ở tiền Việt của nó tính ra tiền Việt là 500 nhá, 500 một con này rồi nhá. Chứ đừng nói gì cả một cái con xịn sò như thế này nha các bạn nhá. Đấy. Chị ở đẹp luôn. Con chuột này. Đây nha, cấp 1, cấp 2 bảng để ngon lành cho em nha các bạn nha. Cấp 1, tính cấp 1 đi các bạn nha. Bảng để ngon lành cho em được nha. Con này cực đẹp luôn. Cái con này này, ở bên ngoài ấy, nó kiểu như có ánh, kiểu như ánh dạng quang ấy. Các bạn nhìn nó có rõ không? Chắc là khó nhìn. Cái này chắc các bạn để buổi tối ở trong nhà, chắc là nó hơi có ánh sáng lên đấy các bạn ạ. Đấy. Rồi, cái con này cho em nha các bạn nha. Xuất sắc luôn này. Bà nào lấy con này nhá, chốt cho em mã chuột lâu nha các bạn nhá. Mã chuột lâu, bé trai đều mang được nha. Bé trai thích con này quá gì nữa. Mã chuột lâu cho em, các bạn về xem tẹp từ đường kim mũi chỉ trở đi nha. Con này hiệu của Disney luôn nha các bạn nhá. Nó có cả ấy gắn hiệu ở đây này. Đây nha các bạn nhá, mã chuột lâu cho em 190.000 mã chuột lâu. Con nhỏ á chị, con nhỏ đầy con nhỏ. Con gì là con Snoopy thôi.
lâu rồi chị Nga Phạm này. Chuột lâu rồi chị Nga Phạm nha. Rồi các bạn xem chấm bài lên cho em nha các bạn nha. Rồi con Hello Kitty cho các bạn nha. Hello Kitty này, cấp 1, cấp 2 đều được cho em nha các bạn nha. Rộng rãi thoải mái, đằng sau nó có cái đệm đây này các bạn này. Cái đệm này cho khỏi bị đau đây này các bạn này, cho khỏi bị đau lưng bé nha. Cấp 1, cấp 2 mang được con này cho em nha các bạn nha. Rất là xinh luôn nha. 160.000 bà nào lấy con này nha, chốt cho em má mèo nha. 160.000 má mèo cho em nha. Cấp 2 á, cấp 1, cấp 2 đều mang được những con đấy đấy. Đây bé trai cấp 2 đây, chị thích con này không? Em có một con da nữa này. Em có một con da nữa này. Đây. Cấp 1, cấp 2 đều mang được con này mà. Con này nó rộng thoải mái lắm, nó to lắm. Đây từ từ để em kéo khóa ra cho chị xem bên trong. Rộng lắm, mồm tụt. Toàn đút gấu. Chẳng luôn gì, toàn đút gấu luôn. Con gấu này nó to lắm luôn nha các bạn nha. Đấy các bạn nhìn không, nó rất là to và rộng luôn nha. Đấy, bao cái cặp da nữa nha các bạn nha. 180.000, ai lấy con này chốt cho em má kính nha. 180.000 má kính cho em. Má kính, con này cấp 1, cấp 2 đều mang được nha, nó rộng lắm nha. Ba lô to đấy, không phải ba lô bé đâu. Ít ba lô bé, ba lô cái con ấy thì chỉ có cái bọn con cừu thôi. Đây là ba lô cái nhỏ 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 này có con cừu bên này. Đây nha, cái con cừu này nha, ui nó nhiều ngăn lắm luôn này các bạn nhìn này. Một ngăn này, hai ngăn này, ba ngăn cho em nha các bạn nhá. Cái này mẫu giáo. Mẫu giáo cho em nha các bạn nhá. Bé 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi mang vừa con này cho em nha các bạn nhá. 130.000 bà lấy con này nhá, chốt cho em má cừu nha. 130.000 má cừu cho em ạ. Má kiều cho em nha. Đây em xem còn có ba lô dù là không. Đây, cấp 2, cấp 3 này các bạn này. Cấp 2, cấp 3 mang vừa cái này cho em nha. Ba lô da nha các bạn nha. Cấp 2, cấp 3 mang vừa nha. Rồi cái con này về các bạn lau lại tí da ở bên dưới này cho em. Nó không phải bị bong da, nó không phải bị chóc da đâu. Tại vì mới nguyên không có chóc vào đâu nha các bạn nha. Đây là chỉ bị bụi bám vào lau vài cái là được nha. Cấp 2, cấp 3 mang vừa con này cho em nha các bạn. 170.000 bà nào lấy con này nha, chốt cho em má 170 nha. Má 170 nha. Má 170. Con gái á, mẫu giáo á. Con gái á, toàn con to thôi ơ. Để xem có con bé nào không. Toàn kiều thôi. À đây, 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 có con chuột đây, có chuột tím này đây. Đây nha, có chuột tím cho bé mẫu giáo này các bạn này. Chuột tím cho bé mẫu giáo nha các bạn nha. 140.000 này, bà nào lấy con này chốt chuột tím cho em, mẫu giáo. Chuột tím nha. Chị ơi, cho em xem lại Kitty. Ôi, nó bị ẩn comment sao mãi nó mới thấy này. Đây nha, Kitty đây nha. Kitty đây. 160.000 má Kitty cấp 1 mang được nhá. Ừ, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 đều mang được nha các bạn nhá. Đấy. Hai đấy con này nha, chốt. Chốt gì? Chốt mèo đi, chốt mèo cho em nhá. Mèo cho em này. Cấp 2 cho con gái á, nhưng cái này nó to lắm ấy các chị ơi. Em thấy cấp 2, cấp 2 thì các bạn mua cái cấp 3 ba lô con gái cấp 2 á. Đây, cấp 2, cấp 3 đây này. Đây. Cấp 2, cấp 3 nha, nó có cái ba lô này này, các bạn là nó to lắm luôn nha. Cấp 2, cấp 3 mang vừa cái này cho em này. Đây nha, ai lấy con này chốt cho em má cam nha các bạn nhá. Má cam cho em này, 130.000 má cam nha. Cái này nó là hàng sale, thế đơn ra là nó sẽ mẫu nó trùng nhau nha các bà nhá. Mẫu nó trùng nhau. Đây, ba lô cho bé cấp 2, cấp 3 nha. Ba lô cho bé cấp 2, cấp 3 đây này. Cái thìa xinh luôn nha các bạn nha. Bà nào lấy con này chốt cho em má kẻ nha. Má kẻ cho em 140.000 má kẻ này. Má kẻ cho em. Các bạn xem chấm bài lên nha. Hôm sau nó cứ bị ẩn chết. Má kẻ này. Bé cấp 1 cho em này. Bé cấp 1 cho em nha. Con này về các bạn giặt đi nha. Con này nó bị bụi vào đấy. Bụi ở phần trên đỉnh đầu này này. Đâu nhỉ? Đây. Cái này chải nhẹ cái nó đi nha các bạn. Nó bị bụi thôi. Đấy.
Cái này cho bé là mà cấp 1 cho em nha các bạn nha. Cấp 1 cho em này, bà nào lấy con này nha. Cho em mã lỗi nha. Mã lỗi cho em nha các bạn nhá. 120.000 mã lỗi này. Có từ lẽ là toàn con trai đấy, có con gái đâu. Ba lô dù á. Đây này, cái này đó là cái ba lô ấy đây này chị ơi, ba lô dù đấy chứ nó không phải ba lô da đâu nha. Không nha chị ơi, làm gì có ba trẻ con làm gì có lui. Trẻ con làm gì có lui. Trẻ con nó chỉ có hình búp bê cừu mèo thôi, thứ thằng nhằng này thôi, làm gì có cái gì. Đây cái này là dù đây này chứ không phải da đâu. Chẳng thấy các bạn chốt gì đâu, có thấy Diệp Nguyễn nhưng có thấy chốt gì đâu. Chắc nó bị ẩn comment hay sao ấy. Em còn hai cái da nữa thôi. Hai cái da, một cái màu đen, một cái màu xanh như thế này. Ô cái này của con trai mà, cái kẻ này của con trai mà chị ơi. Kẻ này con trai mà. Chốt nha. Cặp ngang em có đấy chị Xuyến Chi ơi. Đây cái gì, cái cặp đeo chéo này cái gì. Cặp ngang này này. Đây, cho các bé đeo đây. Em thấy bọn trẻ con ở trong làng này em thấy nó vẫn đeo cái loại chéo như này em có đây này. Ờ à, ok chị nhá. Ok chị Duyên Vũ này. Con này vừa bao tiền nhỉ, 140 nữa nhỉ. Thì như thế. Đọc xong toàn quên xử cả giá. Đọc xong toàn quên giá rồi đâu. Đây em có cái con búp bê này, em có mấy cái hình đấy, mấy mẫu đấy. Đây này. Cái cặp đeo chéo này em có. Ngang đeo hai vai thế thì không có đâu chị ơi, em chỉ có cái đeo một chéo này thôi. Đeo cái này kiểu này thôi. Đây, chỉ có cái này thôi chứ không có kiểu kia đâu. Không có kiểu kia. Hết rồi đấy. Rồi còn một con chuột nữa này, vào nào lấy nốt con chuột xanh này đi này. Hết chuột rồi này. Cái này là thằng xịn đấy nha các bạn nha. Rồi chuột này cho em nha, cấp 1 đeo được nha các bạn nha. Cấp 1 đeo vừa cho em 180.000, bà nào lấy chuột này nha, chốt chuột xanh cho em nha. Chốt chuột xanh cho em này, chuột xanh nha. Cái này mua mới đắt lắm nha các bạn nha. Chuột xanh cho em nha. Đây còn con chuột đỏ này cho bé cấp 1 này. Đây nha, chuột đỏ cho bé cấp 1 nha các bạn nha. Cấp 1, cấp 2 đều mang được. Con này nó khá rộng luôn, thoải mái liền luôn. Đây nha các bạn nha, con này nó còn nguyên là tem này. Nó đứt mất cái tem rồi nha, đứt tem rồi nha, còn dâu rồi ạ. Con này cho em nha các bạn nha. Con này nó nhiều ngăn lắm luôn. Trong này đầy ngăn luôn nha các bạn. Rất nhiều ngăn cho bé luôn. Rồi cái con này cấp 1 cho em nha các bạn nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã chuột đỏ nha các bạn nha. Mã chuột đỏ cho em. Cái này là hàng kiểu về các bạn vò lại chải lại cái ở trên đỉnh cái quai này nhá. Nó bị một cái chấm bẩn nên là các bạn nó không phải ố đâu nha. Tại vì cái hàng này là hàng thanh lý các kho, người ta ôm về cái kho hàng si ấy, người ta vứt lỏng chóng ra thì đâm ra nó bụi vào thôi nha. Về giặt cái là được nha các bạn nhá. Ai lấy chuột đỏ cho em nha. 170.000 mã chuột đỏ nha. Màu hồng á, màu hồng em chỉ có con mèo Kitty thôi. Cái này nó không có nhiều mẫu đâu các bạn ạ, nó chỉ có từng đấy mẫu thôi, đâm ra bà nào ưng cái nào là chốt cái đấy thôi chứ không có nhiều mẫu đâu, nó chỉ có bộ 4 5 mẫu thôi mà. Hàng thanh lý nó chỉ có mấy mẫu thôi. Rồi con Hello Kitty này cho bé cấp 1 này, cấp 1 cấp 2 đều được. Đây nha, mèo Kitty này cho bé cấp 1 cấp 2 đều mang được con này cho em nha các bạn nha. Ai lấy mèo Kitty này nha, chốt cho em mã mèo nha các bạn nha. Mã mèo 160.000 mã mèo cho em này. Má mèo nha. Cái này mẫu giáo này. Cái này mẫu giáo này. Có cái mẫu giáo đây này. Cái này mẫu giáo đây này các bạn này. Ai lấy cái này nhá, chốt cho em má má xanh đi. Má xanh cho em 140.000 má xanh. Các bạn xem chấm bài lên nha mọi người ơi. À có con gù nữa đây này. Cặp da đợi em tí nhá. Đây này, cái này à, kiểu vuông ấy các bạn này. Em thấy nó có vuông vuông đây này các bạn nhìn thấy không? Đó, nó vuông nha, chứ nó không tròn cái đoạn đầu nha các bạn nhá. Nó vuông chứ không tròn cái đoạn đầu. Rồi cái con chuột này đẹp hết mà không bà nào lấy á. Con này các bạn đi mua mới đắt lắm luôn đấy. Tại vì cái
cái cặp đơn giản bình thường như thế này tính ra tiền của mình đã 500.000 rồi, chứ đừng nói gì cả một con chuột hiệu display như này. Cái này nó toàn là hàng xuất nước ngoài đấy nha các bạn, như đây này các bạn nhìn thấy không, toàn hàng xuất nước ngoài thôi chứ làm gì phải hàng ở Việt Nam mình, xuất về Việt Nam mình đâu. Rất chi là đắt luôn, con này đẹp hết mọi người nào lấy. Đây nha, cái con gù này không gọi con này. Đây. Con này cho em nhớ nha. Vừa bán vừa sách hết nha, cấp 1, cấp 2, cấp 1 đi. Đây. Vừa bán vừa sách hết nha các bạn nha, vừa bán vừa sách hết ô vuông luôn, cái kiểu như cặp vuông ấy, đằng sau nó có cái hình cái mặt con gì đây nhỉ? Đằng sau nó có mặt cái mặt con chim nha các bạn nha, nó ấy lồi ở đằng sau lưng này lên này cho các bé đỡ bị kiểu như đỡ bị gù ấy theo lưng đấy nha các bạn nha, nó có phần lồi đây này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy, lồi hẳn lên nha. Rồi ai lấy con cừu này chốt cho em mã cừu 180 nha các bạn nhá, mã cừu 180 cho em. Chuột màu hồng ngay em like từ nãy giờ chỉ có chuột tím thôi, không có chuột hồng, chỉ có mèo hồng, chuột hồng nghe chẳng nhớ con nào ấy không. À đây có chuột hồng đây này. Đây. Có chuột hồng đây, chuột hồng đây, chuột hồng này cái dáng của nó giống con cừu vừa rồi đấy. Con này nó đóng nó chốt. Ui giời, con này nó nắm ngăn lắm nha các bạn nhá. Một ngăn này. Hai ngăn này. Ui giời, đóng ngăn. Cái này á, kiểu như là người ta ở in form ấy, thế mà nó không, bây giờ mình kéo khóa ra là hơi khó tại vì nó chưa có form vào ấy các bạn nhìn nhá. Đấy, đừng thoải mái nhá. Cấp 1 nha các bạn nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, đằng trước lại có ngăn nữa này. Đấy, tận mấy ngăn liền nha. Rồi ai lấy con này cho em nha các bạn nhá, 180.000, ai lấy con này chốt cho em má mèo hồng nha, rất là đẹp luôn, má mèo hồng cho em. Má mèo hồng. Cấp 1 nha các bạn nhá, má mèo hồng. Đấy, không con lấy màu hồng thôi, đây cặp da đây, bà nào hỏi cặp da đây này. Đúng rồi, hàng si nha. Gọi nó là hàng si thế nhưng mà cái hàng này của em vẫn còn nguyên tem nha, tại vì em ôm được cái kho này nó là kho thanh lý, thế đâm ra là nó vẫn còn nguyên tem cho em. Hàng này nó là hàng xuất nước ngoài nha các bạn nhá, còn nguyên tem cho em. Đẹp từ đường kim mũi chỉ trở đi nha các bạn nhé, tại vì nó hàng xuất ra nước ngoài. Các kho hàng si người ta mua được cái kho thanh lý này, thế nên ra là vẫn còn nguyên tem. Rồi cặp da cho em nha các bạn nha. Cặp da cho bé này, cái này cho bé nào mà lớp 5, lớp 6 nha các bạn nha. Nói chung là lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 nha các bạn nha. Đấy, ai lấy cái cặp da này nhá, chốt cho em má đen nha các bạn nha. Má đen cho em này, cặp da, má đen cho em. Đen cho em 180.000 má đen. Còn một con màu xanh nữa đây này. Đấy. Cũng cặp da luôn nha, cũng lớp 1 nha các bạn nha, 180.000 má xanh cho em này. Cái này nó không có nhiều mẫu đâu, nó chỉ có vài mẫu thôi, bà nào ứng cái nào thì chốt thôi chứ không là em qua hết mẫu là hết luôn. Làm gì còn mẫu nữa. Ai có con cừu này. Có mẫu cừu này các bà này. Mẫu cừu nha, rất là nhẹ luôn nha các bạn nha. Bây giờ các bạn các bạn đây làm sao nhỉ? Xuất nước ngoài biết xuất như đâu, biết là chỉ là biết xuất nước ngoài thôi tối chứ tối. Cái này nó là hàng Trung Quốc nha các bạn nha, hàng Quảng Châu ấy, hàng Quảng Châu Trung Quốc, hàng xịn người ta xuất đi nước ngoài, còn biết xuất đi nước nào thì nó cũng không biết được. Tùy nha. Nhật, Hàn, Mỹ. Đấy. Đây nha các bạn nha, em nay chậm thế mà vẫn phải xem lại à. Đây lấy chị lấy thì ok, có một con chuột hồng thì thôi là hết rồi. Bây giờ các chị về xác định, bây giờ các chị đi mua sang bên nước để đi, để cái hàng này mà xuất sang nước ngoài người ta bán không bao giờ có cái giá tiền trăm như thế này đâu nha các bạn, mà nó phải là giá tiền triệu nhá. Bây giờ tính một cái cặp đơn giản kia thôi cũng là 500.000 rồi, chứ huống chi cả một cái cặp như này nha các bạn nhá. Bây giờ các bạn đi mua ở Việt Nam mình này, 150 một cái cũng có, mà 350 một cái cũng có, 400.000 một cái cũng có, nhưng các bạn cứ về thử so xem từ đường kim mũi chỉ của nó xem, rất là đẹp luôn nha. Đẹp. Không ai lấy, không ai thích con đấy. Rồi cái này cho bà Diệp Nguyễn này. Con này còn đứt mất cả dây tem rồi. Diệp Nguyễn này. Đấy, cái mạng nó bị què rồi đây này, nó lại không được rồi đây này. 180. Ai có đơn nha, vào inbox qua cho em nha các bạn nha. Kiều. Em nay vừa like con Kiều à? Con Kiều vứt đâu nhỉ? Kiều ơi, chị Hoàng Lất nha. Vừa bảo con này bao tiền nhỉ? Con này phát giá chưa nhỉ? Trời, không nhớ giá. Không nhớ giá đâu các bạn, tôi 140.000 em chẳng nhớ em phát giá chưa. Tôi 140.000 con cừu này.
rồi, chị Hoàng Lâm này inbox qua cho em nha. Lân à, Hoàng Lâm à. Mèo hồng hết rồi còn đâu. À mèo hồng á. Mèo hồng hay chuột hồng đấy. Tưởng con chuột hồng đấy là của chị ấy, chị Nhân Nguyễn ơi, mèo hồng là con nào? Mèo hồng là con nào? Em con mèo tím này đẹp đây này. Con mèo tím này cũng thế này, đẹp này, còn con này hơi bẩn tí về tận lại. Có mèo hồng đây này. Có mèo Kitty đây này. Đây là các bạn này, bé cấp 1 nhá. Bé cấp 1 cho em này, cái này là đính kim à, những cái hạt kim sa lấp lánh nhá các bạn nhá. Mèo hồng này. Đấy, bà nào lấy mèo hồng chốt mèo hồng cho em nha. 150.000 má mèo hồng này. Em đọc xong em quên sửa giá, em còn nhớ giá. Rồi em còn nhiều con cừu lắm, bà nào thích cừu không? Rồi rất nhiều cừu luôn nha. Nhà ai có hai bé lấy hai con cừu đi. Còn một cái ba lô dù nữa này. Cái này xem nó to không? Cái chỗ nó. Có nhá chị ơi. Hiểu biết lây á. Ai biết đâu rồi. Để xem nó nha. Xem ở cái ổ khóa. Không nha, cái con này nó là hiệu gì á. Nó dập ở trên khóa là em không biết đọc tên đâu. Cái con này nó là hiệu gì á, nó dập ở trên khóa là em không biết đọc tên nước ngoài đâu. Có cái con hiệu Disney, nó mà có chữ Disney thì nó chỉ có con này thôi này. Con này là hiệu Disney này. Đấy, còn cái con màu tím ấy nó là hiệu gì, ai mà đọc không đọc được. Ôi dồi ôi, chị Mina ơi. Chị vế ví dụ em dơ ấy thì chị phải thích con nào thì chị chốt luôn thôi, chứ bây giờ chị hỏi em thì em không nhớ được còn không đâu. Chẳng biết là con nào ấy. Rồi cái này nhá, cho bé cấp 1 nha các bạn nhá. Bé cấp 1 mang vừa cái ba lô dù lấy cho em nha các bạn nhá. 140.000 này, bà lấy cái ba lô dù lấy nhá. Chốt cho em má đen nha. 140.000 má đen. Rồi nhớ. Rồi chẳng nhớ là con cái con đấy không ấy. Cái giống con mèo là cái nào? À, cái giống con mèo có hình con cừu trắng á, thế thì còn, thế như còn. Đây, đây, đây. Đây cho chị Mina ơi, đây, nếu lấy thì ok này, con này đẹp mà. Con này đẹp này. Đúng rồi, còn đây, đây, có con này đây, nếu lấy thì ok em nha, cừu hồng. À, kiểu này là kiểu xanh nhá. Đây nha, nếu lấy thì ok em. Còn một con thôi. Có cấp 2. Rồi nha, nếu lấy ok em nha. Ba lô to á, chị ơi, đây nha, ba lô da to đây. Ba lô da to này nhá, cấp 2, cấp 3 đều được nha. Cấp 2, cấp 3 đều được luôn cho em nha. Đấy, ai lấy ba lô da này nhá, 170.000 má 170 cho em này. Má 170. Xanh đó có màu hồng không? Màu hồng vừa khách chốt rồi nha. Cái này nhẹ lắm này chị Quỳnh ơi, con này nó nhẹ chắc nó được một nặng hai nặng gì đấy thôi. Đây nha, cái này cho bé lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 nha, lớp 5 nha các bạn nha. Cái này nó cực nhẹ luôn, cái con màu hồng này nó cực nhẹ luôn nha. Nó nhẹ, nó chỉ được, chắc con này chỉ được một lạng hay hai lạng gì đấy thôi nha các chị nhá. 150.000 này, bà nào lấy con này nhá, chốt kiều hồng cho em này. 150.000 má kiều hồng này, má kiều hồng. Nó nhẹ lắm, chỉ được một lạng hai lạng gì đấy thôi. Rồi ok cho chị Quỳnh nha. Ok chị. Đây em xem còn con nào nữa không.
những cái con này này, rồi cừu hồng của chị Mina. Thế chị không lấy con cừu xanh này hả chị Mina ơi? Thế thì em bỏ con cừu xanh này ra lấy cừu hồng nha. Một trăm bốn mươi là cái con chuột Mickey đâu ấy nhở? Xanh nào màu hồng? Cái con xanh này á, con xanh này nhà em, con xanh này em bán 180k mà chị Hoàng Lân ơi. 180 mà. Ví dụ như những con nào mà nó có lỗi ấy, nó có lỗi mà nó bẩn ấy thì em báo thì em sẽ bán rút đi, chứ không phải là con nào nó cũng giống con nào. Tại vì có những con ấy nó còn bị bẩn nhá các chị nhá, kiểu như hàng về người ta vứt ở trong kho ấy, nó còn bị bụi nó bám vào thì về các chị giặt phải giặt đi, thì em sẽ bán rẻ hơn cho các bạn. Còn con nào mà nó không làm sao hết thì em phải bán đấy nhá các bạn nhá. Thì em phải bán đúng giá của nó, chứ không phải con nào cũng giống con nào đâu nha. Không phải con nào cũng giống con nào luôn. Ba lô bé học cấp 3 chỉ có một mẫu thôi chị ơi. Có một mẫu thôi. Xem còn con nào nữa không. Đây có con màu đỏ này nữa này. À đâu chị Mina vừa lấy con này nhỉ? Quên chỗ ghi. Cừu hồng của chị Mina này. Chứ không phải con nào giống con nào đâu, tại vì nó còn có bụi đấy, giống hệt nhau nhưng có bụi đấy. Đây nhá, cái con này cũng nhẹ đây này các chị này. Con này nó chắc nó được 4 5 nặng gì đấy các bạn ạ. Tầm 4 nặng gì đấy thôi. Con này chắc nó được tầm 4 nặng đây này. Con này cũng cho bé nào mà học cấp 1 thôi nha các bạn nhá. Cấp 1, nó 1, nó 2, nó 3, nó 4. Đấy. Nó 1, nó 2, nó 3, nó 4 nha các bạn nha. Ai lấy cái này chốt mèo cho em nha các bạn nhá. Mèo cho em này, rất là xinh luôn. 160.000 má mèo. Đúng rồi, em vừa chốt cho chị một con cừu hồng rồi đấy. Nhẹ mà, rồi mua hai con chị ạ. Mua hai con về thay đổi mốt hôm mai hoặc một con. Em còn con màu gì nào, màu cam này, Snoopy này. À có cả cừu đỏ nữa đây này. À còn một con chuột hồng nữa đây này. Em còn một con chuột hồng nữa này. Một con chuột hồng nữa cho em nha các bạn nha. Đây. Chuột hồng này cũng cho bé, cái này nhẹ lắm nha các bạn nha. Con này cũng nhẹ luôn này. Con này nó chỉ sai cho lại thành quần áo. Cái này ấy nó cũng nhẹ lắm, nó tầm 3-4 nặng gì đấy nha các bạn nha. Đấy. Ai lấy cái con chuột hồng này chốt chuột hồng cho em nha các bạn nha. 180.000 má chuột hồng. Ba lô nào? Ba lô da màu đen nó đeo được chứ chị ơi, sao lại không đeo được? Đâu nhỉ? Ba lô da màu đen nó đeo được mà chị ơi, con nhà em nó cũng bằng thế, nó cũng bằng cân như thế đeo được mà. Có một siêu nhân em chỉ có một cái thôi nhưng mà con đấy nó đựng bảng nó hơi kích nha chị ơi. Có một con siêu nhân nhưng mà đựng bảng hơi kích. Đọc Hello Kitty thôi. Có kiều đỏ nữa thôi này. Có kiều đỏ nữa này các chị ơi. Kiều đỏ nha. Kiều đỏ này là size bé cũng cấp 1 nha các chị nhá. Size bé cấp 1 thôi này. Đấy. Mà nào lấy kiều đỏ này nha. Cái này nó có những cái phòng ở đằng sau lưng này, cho khỏi bị hóp lưng vào nha các bạn nhá. Đây nó có những cái phòng đằng sau lưng này, cho khỏi hóp lưng vào này. Đấy. Cấp 1 cho em nha. Kiều đỏ này. Bà nào lấy kiều đỏ này nha, chốt cho em mã kiều đỏ nha các bạn nha. Kiều đỏ cho em 160.000 mã kiều đỏ này. Vừa nha chị Thanh Loan ơi, vừa mà. Con nhà em cũng bằng từng đấy cân đấy. Đây, cái này cho bé cấp 2 nha các chị nhá. Chuột hồng là con nào? Em lại ném con chuột hồng đi đâu rồi nhỉ? Đây. Rồi chuột hồng này cho chị Nhân Nguyễn này. Bạn nào có đơn nha, nhớ vào cái tên book qua cho em nha chị ơi. Kiểu sao cái điện thoại này của em mạng nó kiểu gì không biết. Cho xem cái đen. Cái đen này nó nhỏ đấy chị ơi. Cái này nó nhỏ lắm. Em thấy nó nhỏ nhỏ thôi. Có cái nữa đây.
có hai cái ở hai cái giống hệt nhau chị ơi, để em xem nó có đựng vừa cái gì không nha, xem nó có đựng vừa cho các bé. Ô con này nó tuột củ khóa rồi, nó vỡ đây này các bạn nhìn đây này. Đây này, người ta ấy vận chuyển đây này, nó vỡ cái củ khóa rồi nha. Nhưng mà các bạn nếu mà có bạn nào lấy thì mai em sẽ lắp củ khóa vào cho các bạn. Vừa nha chị Dân Nguyễn ơi, cái loại đấy vừa nha. Con này nó bị tuột đấy rồi. Em xem nhá, là cái này cấp 1 không biết có vừa không. Vừa nhá. Cái ba lô đen này để vừa bán luôn nha các chị nhá. Vừa bán luôn cho bé cấp 1 nha các chị nhá. Ai lấy thì sao em lắp củ khóa lại, tại vì nó cũng có hai con mà. Em lắp củ khóa cho. Đấy. Rồi ba lô dù đấy nha các bạn nha, 130.000 bà nào lấy cái này nhá, chốt mã 130 cho em này, có hai chiếc nha các chị nha, có hai chiếc. Mã 130 cho em bút vừa bán luôn, mã 130. Cái con hồng đấy vừa đấy chị ơi, con này là cho bé cấp 2 nha các chị nha, cấp 2 cấp 3 này. Cấp 2 cấp 2 cấp 2 cấp 3 đều mang vừa, con này nó bị bụi về phải giặt nha các chị nha, tại vì người ta ôm về kho có những con nó bị mất túi bóng rồi, nó bị bẩn nhá, các chị phải về phải giặt lại ở bên dưới ria này nha. Cấp 2 cấp 3 đều mang được, ngoài ai lấy con này chốt cho em mã lỗi nha các bạn nhá. Mã lỗi cho em này. 100.000 mã lỗi nha, về giặt đi. Mã lỗi nha. Cái này thì cho bé cấp 1 này, con này bé hơn con kia, cái bằng nhá. Cấp 2 cấp 2. Cấp 2 cho em nha các bạn nha, con cừu hồng này tiếp cho em này, cấp 2 này, bà đã lấy cừu hồng này nhá, chốt cho em mã cừu hồng nha các bạn nha. Mã cừu hồng cho em cực kỳ đẹp luôn nha mọi người nhá. Cừu hồng cho em này. 140.000 mã cừu hồng nha. Rồi con lỗi này cho chị Thắm Chicken Ten này. Có đơn inbox qua cho em nha. Về giặt đó đi là được. Rồi còn bà nào xem chấm bài lên nha mọi người nha. Em còn có con Snoopy màu màu gì nhỉ? Snoopy màu hồng nha các chị ơi. Có con Snoopy màu hồng này. Con này thoải mái ngăn luôn nha, một ngăn này à. Con này nó tận 3 ngăn liền cơ. À. Hai ngăn cho em nha. Ngăn đầy sâu cực luôn. 3 ngăn này. Đây nha các chị nha, bé cấp 1 đấy nha. Cái này cho bé cấp 1. Cái con này nó có một cái miếng ấy ở bên trong, các bạn đặt cái miếng đấy xuống nhá thì là nó sẽ vuông cái đế của cái cặp luôn nha các bạn luôn nha. Nó có một cái miếng vuông vuông nó ửa lên như này, khi các bạn ấn đặt ngang này cái ấy, thì là nó xuống cái đấy nha. Đấy, con này rút bảng ok luôn nha các chị nhá. À, rút bảng ok luôn nha, thoải mái liền luôn. Rồi. Cừu hồng của chị Mina 140. Rồi con này cho bé nha các bạn nha. Con này nó có hai cái ấy ở đằng sau này, lồi đằng sau lưng này này cho các bé đeo khi đeo cặp ấy, nó không bị gù ấy vào lưng nha các bạn. Đây là hai cái miếng này, các bạn nhìn nó kênh ra, nó kênh, nó xưng, nó phồng lên khoảng độ tầm, cái này nó phồng lên khoảng độ tầm 1 phân đấy nha các bạn nhá. Đấy, nó triệt xinh luôn. Rồi ai lấy con chó này nhá, chốt cho em mã chó nha các bạn nha. Chó cho em 160.000 mã chó. 160.000 mã chó này. Rồi kiều này cho chị Mina này. Này. Chó cho chị. Rồi ok, chị không lấy em xả cho. Rồi cái con đấy mà bé nhà chị em bảo cấp 1, cấp 2 đeo vừa, mà bé nhà chị mà không đeo vừa thì con mà phí phạm thì con xả ra chỉ có phí cái đấy thôi. Rồi chó cho chị Vũ Thị Trang nha. 160 này. Chuẩn bị cho Nhân Nguyễn nha. Từ từ đã em cái nha, để em xả cái ba lô đen của chị này ra. Thanh Loan ơi, chị như mới được
Tiền Vũ. Thôi, cái này mà chị xả ra, cái này chị xả ra chỉ có tiếc thôi nha. Cái này mà bé nhà chị không đeo vừa thì còn cái gì đeo vừa nữa. Chụp cái gì cơ? Kiểu hồng cấp 1, cấp 2 đều được. Từ từ đấy, em tìm cái con đấy đã nhá. Em thêm vứt ra trong nó tại tìm đã. Sao lúc em dơ đây các chị chụp luôn đi, sao chỗ em nó phải tìm, em vừa ra đây này ném nó đi đâu mất rồi không biết. Đây, chó đây. Đây nha, chó đây, chị chụp đi. Được chưa bà dì ơi, bà dì chụp được chưa này. Phú Thị Trang nha. Được chưa? Nhưng mà nguyên nhân vì sao bạn ấy xả ra, bạn ấy sợ không vừa. Cái này mà còn không vừa, cái này á, cấp 1, cấp 2, cấp 1, cấp 2 lúc nào cũng đeo vừa. Cứ bảo hành là vừa luôn, cấp 1, cấp 2 bảo hành là vừa, dùng tốt 2, 3, 5. À, các bạn nhìn cái da của nó đây này, đấy, nhìn thấy không? Nhìn cái da của nó chưa? Làm gì mà to, mai tớ chụp cho con bé con nhà tớ 23 cân nó đeo cho bà xem nha. Mai tớ chụp cái đứa 23 cân đeo cho bạn xem, nếu không ưng thì tớ xả ra cho. Con nhà tớ có 23 cân đó. Không còn con gì nữa không nhỉ? Chỉ còn mỗi con Snoopy màu cam nữa thôi này. Con này nó có cả túi nữa nè, túi đựng bút đây này các bạn này. À, ok bạn nha. Rồi con này nó có cả túi đựng bút luôn nha các bạn nha. Nhiều cái em cứ bảo là nó không vừa, thực ra không phải đâu các chị ạ. À, cái đít này của nó này, nó khi người ta vứt vào bao nó bị nhăn lên này, bây giờ mình phải rút cái gì vào đây nó mới xuống được nhá. Em mà cứ bảo là sợ không vừa bán nhưng thực ra không phải đâu, nhiều khi em úp không ấy. Cấp 3 em chỉ có mỗi cái màu ấy thôi. Đây này, các chị nhìn thấy không? Vừa nguyên bản ra luôn nha các chị nha. À, rồi nha, nguyên bản cho em luôn nha. Con này nó có nguyên cả cái gì nhỉ, cái đựng bút đấy nha các bạn nha, hộp đựng bút luôn này. Bé cấp 1 nha. Rồi bà nào lấy cái con chó này nha, về giặt lại cho em nha các bạn nha. Về trải lại là được nha các bạn nha, kiểu vứt ở trong kho là bụi bẩn nữa nha. Về trải lại cái con này đi này. Rồi ai lấy cái con chó này nha, chốt cho em mà. Con này nó xịn lắm nha, nó còn có một cái túi ở ngăn bên kia nữa này các bạn này. Đây này. Nó còn có một cái túi ngăn ở ngăn bên kia này nữa nha các bạn nhá. Đây này. Đây. Các bạn nhìn không? Đừng rẻ lau hay đừng gì cho con được đấy. Đấy. Ai lấy cái con chó này nhá, chốt cho em mã cam nha các bạn nhá. Mã cam cho em này. 120.000 mã cam về giặt lại cho em nha. Lớp 3, cấp 3. Cấp 3 em chẳng biết sách, em chẳng nhớ sách là nó to đến đâu nữa, nhưng mà em thấy những con này cũng khá to rồi. Những con này cấp 2 nhá, cấp 1, cấp 2 đều mang được, còn cấp 3 thì chỉ có mỗi cái con màu cam này thì nó to nhất thôi chị ơi, nhưng mà nó lại là con gái. Đây này, con gái. Cái này thì to lắm. Rồi, cam cho chị Nina này. Về trải lại nhá chị nhé, là được nhá. À con này 120.000 nhờ. Không, tí lại ghi thành 130, các bạn lại lỗ ăn 10.000. Cấp 1 em nhiều lắm, chị sang trang cá nhân của em nhìn cho nó dễ nha. Đây cái này là ba lô vải này. Rộng lắm luôn nha. Con này đút mấy con chó còn được ấy. Một con này. Hai con. Con này tem xịn luôn nha. Đây nha các chị nha, con này cho bé nào mà học cấp 2, cấp 3 nha các chị nha. Cấp 2, cấp 3 tại vì nó to lắm. Đây này em đút có một con chó ở trong này nha các chị nha. Đấy em đút một con chó ở trong này nè. Cấp 2, cấp 3 mang được đây này. Các bạn nhìn cái tem của nó đây này, tem xịn, tem hiệu đồng hoàng luôn nha các bạn nha. Ok chị nha. Đây. Cái này cho bé này, cấp 2, cấp 3 mang vừa nha. Ai lấy cái ba lô vải này nha, chốt cho em mã vải nha các bạn nha. Nhưng mà cái này nó hàng xịn đấy nha, hàng hiệu đấy nha các bạn nhá. Đây này. Các bạn nhìn cái hiệu nó dập đây không đấy. Mã hiệu cho em nha, mã hiệu cho em này, 130.000 mã hiệu nha.
Rồi đây xả kiều hồng ra nha. Ôi trời ơi, các bà chốt xong tí em lại cứ phải nhảy ra ngoài em tìm kiều hay tìm chó thế này. Đây này, kiều này cấp 2 đây này, cấp 1, cấp 2 đều đeo được đây này. Bé trai cấp 1 hả? Bé trai cấp 1. Bé trai cấp 1 em có con hiệu con chuột Bitlay này này. Chị ơi, chị ban mưa còn xem không chấm bài đây này. Cấp 1 đây này, em có những cái ba lô da đây này, 180.000 một cái nhá. Ai lấy thì chốt xanh cho em này. Chốt xanh nha. Con này thì chốt đen 180 má đen này, ba lô xanh này. Con này 180.000 đây này, bé cấp 1 đấy nhá. Con này là hiệu Bitlay luôn đấy, còn một con thôi. Xịn sò đấy. Đây này, cho các chị xem được bán cho các chị nhìn nha. Đấy, lọt thỏm cả bán luôn nha các chị nhá. Đây nhìn thấy không? Đấy, các bạn nhìn thấy cái lọt thỏm cái bảng ở bên trong chưa? Đấy, con Bitlay này 180.000 cho em nha các bạn nha. Đấy. Ai lấy cái con này nhá, chốt cho em má chuột nha, bé cấp 1 đấy. Má chuột cho em nha. Con này xịn, nó còn một con thôi. Mickey như này màu hồng á, hình như chị bán rồi sao ấy, chẳng biết còn con nào không. Hình như hết rồi. Hình như hết rồi sao ấy. Chuột cho chị Ngoan Nguyễn này. Màu hồng bên đấy có mấy cái các bà chốt hết rồi, lại bút ném đi đâu rồi không biết. Đây đây. Này. Em dán tem này. Ngoan Nguyễn 180. Ngoan. Ngoan Nguyễn. Đây là chị tìm này cho. Con gái thì con gái em có thể lấy màu tím cũng được đây này, chuột tím đây này. Con này xinh mà. Lấy con chuột tím này cũng được này, con chuột xanh tới hết rồi nha bạn ban mưa ơi. Con này đây này, chị cũng đựng vừa luôn đây này, nó là cấp 1 đấy nha, đựng vừa luôn bám luôn đây này. Đấy. Có con chuột tím đây này, con chuột tím này thì về phải trải lại ở đằng sau cái này nó bị bụi nha, trải lại là được nha. Đấy, 140.000 má lỗi nha. Về trải lại là được. Chuột cấp 1 nha chị ơi. Má lỗi cho em nha. Con này cấp 3 không bao giờ lấy quả bỏ qua. À đây này, em còn một con chó nữa này, con chó nữa này, con chó. Con chó này thì nó không có cái túi rồi. Con chó này đúng con đấy nhưng nó không có túi nha. Lỗi cho Hải này, 140.000 này, Nguyễn Thị Hải này. Con chó này giống như bà gì vừa chốt đây nhỉ, bà Mina vừa chốt đây này. Nhưng con này nó không có túi đâu nhưng nó vẫn có cái ở bên kia đây này. Có một cái ở bên kia này nha. Ôi con này nó cũng bị bẩn đấy, về phải giặt lại nha. Con này em vừa con kia. Rồi con này nó cũng bị bẩn đấy, về trải lại cho em nha các bạn nhá. 120.000 đây này, ai lấy cái này nhá, chốt cho em má bóng nha. Má bóng cho em nha. Má bóng, tớ không biết là còn con không, để tớ xem lại, tớ lai lại lúc đầu. Ờ má bóng này, 120.000 má bóng. Con này vừa bị ấy, tức nó cái khóa ra. Cái này cho bé cấp 2 nha, bé cấp 2 mang vừa nha. 160.000 má da này, má da nha. Đây này, em có con này là con cầu này này, má bóng cho Vũ Thị Trang này, về dặn đi là được nha em ơi. Cái con này nó có cái ở đằng sau lưng đây này, chị ban mưa ơi. Đây này, nó có cái đằng sau lưng này là nó lồi ở đằng sau lưng này, nên cho bé khỏi bị đấy lưng đây này. Đấy, con này xịn lắm. Vũ Thị Trang. Ờ. Chị có thích con này không? 120 rồi. Ờ. Đây nha chị ơi, nó vừa luôn cả bảng luôn nha, đây nha. Đấy, vừa luôn bảng cái này cho bé cấp 1 nha các chị nhá, cho bé cấp 1 này. Con bóng đấy vừa bảng mà em ơi, vừa bảng. Đây bác mang con bóng lên chốt lại cho bạn xem. Đây nha, con này vừa bảng luôn nha, cho các bé cấp 1 nha các bạn nha. Rất là xinh luôn này, 180.000, ai lấy cái này chốt kiều cho em nha, chốt kiều cho em. Cái con này nó giống con kia, nó đương nhiên là phải vừa rồi. À đây này, nó bị ở cái đít này này, em hiểu không? Nó chưa ra, tại vì khi người ta đóng bao ấy, tiện đóng bao mang về ấy, cho nó bị nhăn đấy, hiểu chưa? Bây giờ là mình phải đút cái gì vào đây này, cho nó phẳng cái form ra ấy, thì đút quần áo hay là đút giấy báo, giấy biếc vào cho nó thấy ra thì là được. Đây nhìn thấy không? Này, vừa cái bảng lọt thỏ vào bên trong chưa? Đấy, nhìn thấy không? Bảng đút vừa cũng còn thừa một khoảng nữa đây này. Đấy,
Cừu 180 nha. Ok chưa gì nhỉ, chị lại quên mất tên em rồi. Vũ Thị Trang. Rồi cừu cho chị Nguyễn Khánh Chi nha. Chị ơi có đơn inbox qua cho em này, Nguyễn Khánh Chi này. Ờ con màu hồng em có đây. Màu hồng cấp 2 hả? Đây nha chị ơi. Những cái loại này á, cấp 2 thì còn dùng gì bán nữa đúng không? Nhưng mà nó còn lọt thỏm cả bán luôn đây này, nó vẫn được thừa một đống luôn đây này. Cấp 2 thoải mái liền luôn nha. Con này nó có 2 ngăn rộng luôn. Mới ngăn. Này. Em lại cắn vào đây rồi. Này. Con này nó có củ rồi, cái ngăn này to lắm luôn nha. Cấp 2, cấp 3 đều được nha các chị ơi, nó to cực kỳ luôn nha các bạn nha. To cực kỳ luôn. Này, con này cấp 2, cấp 3 đều ok luôn nha các chị nhá. Con màu hồng Kitty này này. Con cái mặt Kitty nó nạo bánh như này. Rồi nhá, ai lấy con mèo này nhá. Chốt cho em mã mèo nhá. 150.000 mã mèo cho em này. Mã mèo này. Mã mèo cho em nha. Các chị xem chấm bài nó toàn bị nhảy 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 thôi nha. Đây này. Em còn con này cho các ủa con này bên trong nó một đống con màu đỏ này các bạn nhá, bên trong một đống ngăn liền nha các chị nha. Con này đẹp lắm luôn, bên này hai ngăn chính nha, hai ngăn chính nhưng bên trong của nó này một ngăn này, hai ngăn này, ba ngăn này, đấy ba ngăn nha, xong lại còn hai ngăn chính to nha, lại một ngăn phụ ngoài nữa nha các bạn nhá. Con này rất đẹp luôn mà các bạn không lấy hơi bị phí luôn. Con này nó bị đứt mất cái tem rồi nha, nó còn cái râu thôi nha các bạn nhìn không, đây là con pha gen này đấy, rất là xinh con này luôn nha các bạn nha. Đấy, bà lấy con này nhá, chốt cho em mã chuột đỏ nha các bạn nha. 180.000 mã chuột đỏ cho em ạ. Mã chuột đỏ vừa bán hết nha các bạn nha. Cái này nó là hàng xuất nha, hàng em mua một cái hàng xuất thanh lý nên ra là các bạn không phải lo. Chứ rất là chỉ là bị bụi bẩn bám vào thôi, thế nên ra không bao giờ phải lo nha các bạn nha. Về các bạn chỉ trải cái là nó sạch thôi chứ nó không phải vết ố. Ê, rộng chưa, thoải mái cái bảng chưa. Đấy, 180.000 ai lấy cái này chốt chuột đỏ đựng rất nhiều ngăn cho con luôn. Chuột đỏ này. Cái này cho bé mẫu giáo này các bạn này. Bé mẫu giáo cho em nha các bạn nha. Bé lớp 3 tuổi, lớp 4 tuổi, lớp 5 tuổi đều mang vừa cái này cho em nha. Cái này các bạn có đựng thoải mái quần áo rồi sữa rồi bim bim nha. Đây nha, một cái ngăn ngoài đã rộng như thế này rồi nha các bạn nha. Nó còn chưa tính cái ngăn trong rồi nữa này. Chuột đỏ thì chỉ có một con thôi, em có thể lấy một con chuột đỏ, lấy một con mèo Kitty này cũng được này, nó cũng quay đỏ đây này. Có một con thôi. Có cừu đỏ nữa thôi. Cừu đỏ nữa thôi chứ không có hai con giống nhau khuyên thôi. Này. Rộng rồi. Cứ bảo là nó bé nhưng nó chẳng bé đâu nha các bạn nha. Đây. Cực đẹp, cực rộng, cực to luôn. Chưa ấy phòng ra thôi này. Quần áo rồi, sữa rồi, bim bim. Chắc phải đút lên vài gói. Sữa để vài vế, quần áo để có mà. Em thử xem nha các bạn nhé. Đây này, bảng đây này gần vừa luôn nha các bạn nhé. Thế nên ra là bé mẫu giáo. Bé mẫu giáo các bạn đựng đủ thứ luôn. Từ quần áo, bim bim, sữa trước đầy đủ hết luôn nha các bạn nhé. 130.000 má tím cho em. 130.000 má tím nha. Tài nhỉ, các bà hôm nay chẳng ai thích cái con... con cặp đeo chéo nhỉ. Này, ba lô da này cho bé cấp 2 nha, cấp 1, cấp 2 đều được nha. Mã da 180.000 mã da cho em này. Cặp đeo chéo nha các bạn nha. Cái cặp đeo chéo này rất là nhiều ngăn luôn nha các bạn nha. Nó nhiều ngăn lắm ở bên trong này này. Mà ngăn ấy cái thứ này nhàng này. Này, một ngăn này. Một ngăn này đã rộng rồi nhá, sau này ngăn chính ở bên trong, bên trong này có mấy cái ngăn phụ nữa nha các bạn nhá. Những cái cặp đeo chéo này rất là nhẹ luôn này. Ai thích cặp đeo chéo này nhá, tại vì này, bên ngoài này nhá, bên ngoài cũng có luôn này. Bà nào lấy cặp đeo chéo này nhá, chốt cho em mã hồng đi các bạn ơi. Đây nhá, mã hồng cho em nhá, bà nào lấy chốt mã hồng ạ. Đây, mã hồng cho các bạn nhá. Tôi bán các bạn các con này 100.000 thôi tại vì nó nhiều lắm. 100.000 má hồng cho em nha. Má hồng. Một con siêu nhân này. Siêu nhân cho bé trai nha. Một con siêu nhân cho bé trai này. Hình như cái con này cái đấy em rút thử rồi. Nhưng nó không vừa cái bạn không phải. Đúng rồi, cái con này không vừa bảng đâu. Con này nó chỉ đựng sách thì vừa thôi các bạn. Đây.
được những quyển sách toán to đùng như thế này thì là vừa này. Đó. Tha hồ vừa luôn, nhưng cái bảng thì nó lại không vừa được nhé các bạn nhé. Cái bảng nó không vừa nhưng sách thì lại thừa thoải mái luôn nha. Đấy. Cái này chỉ dành cho những bé hôm nào không có bảng, những cái tiết nào không có bảng thôi nha. Hoặc là cho bé mẫu giáo 5 tuổi ấy. Đấy, và lấy con này siêu nhân này, chốt siêu nhân cho em nha các bạn nhé. 150.000 mã siêu nhân nha. Thế chị đổi sang con nào? Chuột xanh dự bị cho em nhé. Chuột xanh là của ai nhỉ? Chị cũng chẳng nhớ chuột xanh là của ai nữa luôn đấy. Giờ nhiều chuột xanh lắm. Xong bạn in múc qua tớ xong không ai lấy ra tớ đệ cho. Thế gì nhỉ? Chị Mina, nhưng mà chị đổi lại con nào mới được ấy. Bây giờ chị lấy lại cái con này cái gì? Nhưng mà chị đổi sang con màu cam à? Chị vứt cái con màu cam Snoopy đi cái gì? Chị lấy con cừu hồng này cái gì? Con màu cam Snoopy có hai con màu cam thôi. Xem có con nào con tên của bà Mina thì bỏ con đấy ra. Đấy. Con này kiểu này 140.000. Chị lấy con này cái gì? 140.000 này. Lại hủy con cừu hồng nào nữa, em cũng chẳng nhớ hủy con nào chị mấy con cừu. Con giữ lại con này xem nào. Em chẳng biết là chị mấy con cừu nữa, bây giờ chị chốt con nào chị chốt chắc con đấy đi. Chứ bây giờ em chẳng biết chị bao nhiêu con luôn ấy. Hủy con cừu hồng nào, anh tìm một con cừu hồng nữa của bà xem nào, không có con nào là con cừu hồng nữa nào. Con cừu hồng ấy. Con cừu hồng khác. Các bạn thấy lâu không? Dương bị một cái, các chị chốt con nào chốt chắc giúp em con đấy nha. Đây nha, có con cừu hồng cái này, bà nào thích cừu hồng thì chốt cừu hồng cho em nha. Cừu hồng này nó nhẹ lắm nha, nó chỉ khoảng độ tầm 1 lạng thôi nha các bạn nhé. Tầm 1 lạng thôi, 1 lạng, 2 lạng thì nó rất là nhẹ mà nhiều ngăn cực kỳ luôn nha. Hả? Con này nó nhẹ lắm luôn nha các bạn nha. Nó rất nhiều ngăn luôn mà toàn ngăn sâu thôi nha các bạn nhé. 1 ngăn chính, 2 ngăn, 3 ngăn liền luôn nha các bạn nhé. 3 ngăn liền luôn, túi nó to lắm luôn. Đấy, bà nào lấy con này của cấp 1 nhá. Ai lấy con này này chốt cho em mã cừu hồng nha. Con này vừa bao tiền đấy, xé bao tiền. 150.000 mã cừu hồng cho em nha. Mã cừu hồng cho em, cái này nó nhẹ lắm luôn á. Nhẹ như không đeo cái gì luôn đấy. Mã cừu hồng 150.000. Móc ném con chuột kia ra đây này. Sắp hết lượt rồi, lai lại rồi đấy. Ôi, cái con này cho bé mẫu giáo này các bạn này. Bé mẫu giáo cho em nha. 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi đeo vừa. 150.000 má chuột. 150.000 má chuột này. Mẫu giáo này. 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi mang vừa nha. Bà lấy con này nha. Chốt cho em má tím nha. Má tím cho em này. Tím cho em này. 140.000 má tím. Kiều nữa này. Kiều này mẫu giáo 5 tuổi nha. Kiều này mẫu giáo 5 tuổi cho em 150.000 má kiều này. Để hết sơ rồi còn làm gì, còn cái con gì nó để mà nai nữa đâu. Nai hết lượt rồi nha các bạn nhá. Còn toàn mấy cái con nữa rồi, còn bà nào hỏi gì nữa không? Còn là ai vào sau thì thích con nào thì xem lại thì chụp màn hình qua xem còn con nào thì em báo thôi. Đây còn con Mickey nữa này à. Còn con mèo Mickey nha các bạn nhá. Con này là cấp 1 cho em nha các bạn nhá. Cấp 1 đeo vừa nha các bạn nhá. 160.000 má mèo này. Má mèo này. Thế là hết rồi. Còn đây là tần kèo thôi. Tần kèo mới chó thôi. Cặp đeo chéo này thì không bà nào ưng rồi. Sao chẳng biết mà đi đâu. Để dành một vụ bán. Một vụ đi học rồi bán. Hết rồi cho các bạn nha. Lái hết một lần rồi. Cái này nó chỉ có mấy mẫu đấy thôi nha các bạn nhá. Tại vì nó là hàng sale, hàng thanh lý, thế đâm ra là nó có giống những cái hình giống hệt nhau. Thế đâm ra nó chỉ có những mẫu như vậy thôi, chứ nó không có nhiều mẫu được. Đấy, còn bà nào hỏi gì nữa không? Hôm nay được nghỉ này. Con này đẹp nay không các bà? Chê thật không? Nhẹ lắm luôn đấy. Đeo cái này cho con đi học á, nó cực nhẹ luôn nha các bạn nhá. Đây này các bạn nhìn thấy không? Bút vừa cả bảng luôn nha, nó cực nhẹ luôn. Xuất sắc luôn. Con này nhẹ còn lạng bạc. Chắc chỉ một lạng thôi.
một hai lạng thôi các bạn, nó rất nhẹ luôn. Cái này cho con đeo đi học ấy, không bao giờ lo ấy. Cái này này các bạn về lồng nó vào nhá, lồng cái quai vào, tại vì bây giờ mình lồng vào xong nó bị cộm lên ấy, thì trong ra là không có lồng nhá, tại vì nhà sản xuất nó đã người ta chưa có lồng vào đâu. Còn ai hỏi gì nữa không mọi người ơi? Không thì em nghỉ. Đây này các bạn nhìn thấy không? Lồng rồi các bạn tự điều chỉnh quai theo cái vòng vai của con nha các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Mickey Hải vừa chốt vừa bán mà. Chị có đút bảng hay sao đấy? Em có mang con đấy thấy cái con tím ngay dưới con màu cam không? Đây Hải ơi, vừa mà. Quả máy vừa. Đây này. Kho mà đựng đến hàng bao nhiêu cái còn vừa ấy. Nhìn thấy không? Nhìn thấy cái bảng bên trong không? Vẫn còn thừa một khoảng nữa đây này. Còn thừa phải đến hàng chục sen đấy. Phải thừa hơn gần hàng chục sen nữa. Vừa thoải mái luôn nha. Lớp 5 thì em có cấp 1, cấp 2. À lớp 1, cứ cấp 1 trở xuống là vừa đấy chị ơi. Ờ ok em nha. Cứ cấp 1 thì em thấy như con nhà em học lớp 3 đến nơi rồi. Những cái này vẫn đựng vừa sách các thứ đây. Cái này nó rộng lắm. Ủa, con này nó còn rộng hơn cả con kia. Ờ, con này nó còn rộng hơn cả con kia luôn đấy. Đây này, nhìn thấy không? Mọi người nhìn thấy không? Đấy, thoải mái liền luôn nha. Đấy, lớp cấp 1 là đeo vừa nha các bạn, 160.000 má mèo. Đấy, còn chị nào thích rộng nữa thì làm con kiểu này nha. Đây, lớp 5 đây, lớp 5, lớp 6 đây. Đây, con này cho em 140.000 này. Bà nào lấy con kiểu này nha, lớp 5, lớp 6 đều ok nha. 140.000 mã hồng. Hết rồi, em còn con gì nữa thôi. Còn cái bọn kia nữa thôi. Còn bà nào mà vào xem sau ấy thì thích con nào ấy thì chụp lại cho em nha các bạn nha. Đấy, bà nào thích lấy con này nha, kín book qua cho em nha, nhiều như quân nguyên ấy. 100.000 một con. Bà nào mua lẻ 100.000 một con. Còn bà nào thích lấy cái này này, ví dụ như bà nào ở cổng trường học hay là gì ấy, thích lấy những con này ấy mà chạy xỉ thì bảo em bán xỉ cho. Tùy từng con nha bạn ơi, 140.000, 150.000, 160.000, 170.000, 180.000 một con, tùy từng con nha. 120.000, 130.000, 100.000 thì cũng được. Đấy, tại vì hẹn với mọi người ấy, thì đâm ra là để lại hai bao để like cho mọi người đấy. Xong rồi, cũng còn thừa nhiều lại con. Thừa nhiều, cái này là do là mọi người không thích cái con này này. Tại vì thực ra cái con này ấy, mọi người nó rất là tiện luôn cho các bé đi học, nó rất là rộng luôn. Rộng cực kỳ luôn đấy này, mà mọi người không thích, nó rộng lắm luôn đấy, đựng nhiều thứ lắm luôn đấy, không thích. Giờ chỉ còn ế mẫu giáo. Giờ em toàn ế mẫu giáo là nhiều đấy cơ. Con mẫu giáo này xinh này cơ mà. Cái này cho em mẫu giáo 3 tuổi. Mẫu giáo 3 tuổi, yêu lắm. Thôi nghỉ nhá mọi người nhá. Ai có đơn thì vào với tay inbox qua cho em nha mọi người nhá. Xong rồi là mai tí em xuất đơn luôn cho, tại ba lô đấy xuất nhanh mà, tí em xuất đơn luôn cho. Xong ai chuyển khoản thì chuyển khoản, mà ai cô thì cô nha các bạn nhé. Xong mai em gửi hàng cho mọi người nha. Like duy nhất thôi. Rồi nhá, bye bye mọi người nha. Ai vào sau thì xem lại, thích cái ba lô nào thì chụp ảnh màn hình qua xong gửi cho em nha. Em nhặt cho nha các chị nhá. Đấy, con này rất là xinh luôn. Cái này cho bé cấp 1 đây này các bạn này. Rất là đẹp luôn, cấp 1, cấp 2 đều được. Yêu lắm. Bye bye mọi người nha.